thời khắc buổi chiều này vừa rồi mọi người cũng giao lưu bữa trưa có lẽ thì rất là cảm ơn anh Nghĩa. Rất là cảm ơn mọi người đã lưu lại buổi chiều nay. Thực ra thì mọi người ăn trưa xong rồi cũng rất là mệt chưa? Tuy nhiên là mọi người đã tập trung đông đủ lần này để thêm cái sự kiện lần thứ hai là chăm sóc Lan Tai Châu và chăm sóc Lan Hàn Thảo, chăm sóc Lan Công Nghiệp ra hoa Tết. Thì xin giới thiệu cô chú anh chị là Lan Công Nghiệp là Lan gì? Là Lan họ đã cấy mô và họ đã sản xuất hàng loạt quy trình công nghiệp, ví dụ như là hồ điệp. Hồ điệp chơi Lan Tết rất là nhiều. Ví dụ như là Tai Châu, ví dụ như là Cát Lan, Ben Rô, Ben Rô Xuân, Moncara và Vũ Lữ. Thì có lẽ thì em đi vào nội dung chính luôn. Là thành phần giới thiệu khách mời, anh không cần giới thiệu nữa. Nội dung chính thì khi mà muốn chăm sóc lan công nghiệp ở Lan Tai Châu, một số ví dụ như là mọi người về Tết là sử dụng nhiều nhất là lan hồ điệp, ví dụ như là Lan Tai Châu, thì không phải tự dưng mình cứ thích là kích đến hoa đâu, phải có thời kỳ. Ví dụ như là cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch là khi đấy là mình chọn, phải chọn tách riêng ra, ví dụ những cây mà khỏe trưởng thành mà đã ra hết lá non, thì khi đó mình tách riêng ra, tách riêng ra để mình chọn, mình chăm sóc. Anh em bỏ vâng, khi mà từ tháng cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch chọn những cây khỏe trưởng thành đã ra hết lá non, đặt riêng ra khu vực chăm sóc với ánh nắng từ 55-60% và độ ẩm lưu thông không khí từ 60-70%. Về chế độ ức chế mầm hoa thì như sau. Sau khi mình chọn xong thì mới tiến hành đến chăm sóc. Thì ta sẽ sử dụng phân bón lá với tỷ lệ LPK là 10-30-20. Quý vị anh chị các bạn đã biết là LPK thành phần 10-30-20 là gồm gì rồi đấy. Ví dụ như đầu trâu 701. Kết hợp với phân tích, kết hợp với lại kích sắc tố hoa thiên long 7-8 ngày trên lần, khi đó thì ta chuyển sang siêu lân. Ví dụ siêu lân mà cái thành phần nâng cao nhất, ví dụ như là PK 10-60-10. Tuy nhiên là một số đơn vị trồng lan công nghiệp họ có nói được vấn đề là cộng các yếu tố NPK lên dưới 70 thì có thể ta phải dùng 10-50-10, nó sẽ an toàn hơn. Sau đó là ta sẽ sử dụng kích sắc tố hoa decamon 12 ngày trên một lần. Tiếp đó sau khi phun 3-4 lần thì cây bắt đầu nhú vòi hoa dài hơn 1 cm, thì khi đó ta thay phân bón NPK 15-20-30 kết hợp với phân bón lá V110 tuần một lần, và ta sử dụng chế độ là 4-5 lần ta dừng. Sau khi cây gần đạt tiêu chuẩn xuất vườn, tức là gần đạt tiêu chuẩn mà bắt đầu bán ra thị trường mà nó chơi hoa đấy ạ, thì khi đó thì ta sử dụng phân bón cá. Phân bón cá thì với chương trình buổi sáng đã mang ra rồi đấy, Fish Emulsion, đây phân bón cá. Sau khi sử dụng phân bón cá với nồng độ là 1 ml/L và phân hỗn hợp dynamic một ít vào gốc, khi đó thì phân sẽ được bổ sung dinh dưỡng gồm đa, phi lượng, đạm, lân phân cộng lưu huỳnh, magie, canxi, sắt, đồng. Và trong quy trình chọn cây này thì phải chọn cây khỏe, bỏ những cây bệnh ấy. Tết thì mình chơi cây khỏe, cây ra hoa nó phải khỏe trưởng thành. Cây bệnh thì ra bỏ khu vực riêng để chăm sóc và ra phòng trừ sâu bệnh riêng. Thì trước hết đấy là quy trình chăm sóc hoa của Lan Công Nghiệp. Đây là cái hướng dẫn của vườn Lan Công Nghiệp tại Pháp, quy trình như vậy. Còn đâu là để cái buổi chiều nay được thêm chi tiết, bởi vì là mọi người đến đây là cũng rất là đông đủ, thế nên em muốn là khi mọi người đến đây thì thời gian thì mọi người cũng nghỉ trưa, cũng bỏ thời gian nghỉ trưa thôi. Không được gì thì em muốn là buổi chiều nay đã nói về Tai Châu, đã nói về Lan Công Nghiệp thì nó phải đầy đủ một chút. Tất nhiên là không phải đầy đủ buổi sáng, như buổi sáng nay thì nói thật thì quý vị anh chị và các bạn, nó không khác gì một cuốn sách về Lan Hải cả, không khác gì cuốn sách về Lan Hải cả. Thực sự đó là công phu nghiên cứu ở ví dụ như anh Trần Tuấn Anh, và anh đã đi rừng hơn 45 ngày, hơn bất cứ một ai trên Việt Nam đi rừng, và anh đã tìm được hai loài lan hải là lan hải Trần Tuấn và lan
Solivon nhưng mà bị bên Đức họ công bố trước. Và có anh Cảnh buổi trưa hôm nay cũng đã đến, thì có anh được vinh danh cho mình người tên mang tên anh là Cảnh Nghi. Thì SEA Games nay em tiếp tục xin phép sau khi cái quy trình em vừa nói về quy trình về chăm sóc lan Lai Châu, lan công nghiệp chăm sóc hoa Tết và chu kỳ như vậy, nó rất là ngắn gọn thôi. Để buổi rất hôm nay thêm được chi tiết, thêm một phần nó có chiều sâu hơn nữa. Có chiều sâu nữa em sẽ xin phép về cây ghép. Cây ghép thì có anh ban quản trị nào có chia sẻ không ạ? Ghép gì? Cây ghép Lai Châu luôn. Cũng xin nhắc lại cái tuần này bằng người. Okay. Xin phép anh Hoàng Long Thành, em đến từ Hồ Chí Minh. Xin lỗi mọi người. Nước nào cho hết. Uống rượu là ăn nước rồi. Ăn ảnh nữa nha. Về ghép Lai Châu, đầu tiên chúng ta phải xác định là mùa ghép. Hiện nay rất nhiều người đang mua lan Lai Châu rừng, hoặc là người đã ghép trụ, ghép gỗ, ghép cây họ bóc ra mang bán cho chúng ta mang về ghép. Thì theo kinh nghiệm của mình là mùa này chúng ta không nên mua. Người ta ghép ở đâu kệ người ta, cho người ta chơi hoa đi. Ra Tết hoặc chúng ta chọn cái cây Lai Châu vừa hết, tức là vừa chơi hoa xong thì hẳn về ghép. Nếu chúng ta ghép không đúng mùa là chúng ta lỗi mất một mùa hoa và cây rất hại. Cây Lai Châu bình thường đây mọi người nhìn ở bên Thái Lan họ chẳng ghép cái gì cả. Một cái chỗ nhựa chỉ là định vị nó thôi. Thế họ tạo cái kiểu khí hậu, họ chăm bón phân thuốc đúng thì cây vẫn phát triển. Thế còn ở Việt Nam chúng ta, các nhà vườn hay một số người họ mua Lai Châu rừng, họ về họ trồng lên gỗ, trồng lên cây, và bắt đầu cứ tầm khoảng tháng 9, 10 hoặc tháng 10, tháng 11 những cái cây hoa bắt đầu nhú nụ là họ bán. Bởi vì cái tâm lý người Việt là muốn chơi, muốn mua cây về để chơi hoa Tết và thỏa mãn cái tâm lý đó, nhưng đang làm sai. Bởi vì một cái cây nó ngậm nụ nó ra hoa, cây nó phải rút dưỡng chất để nuôi hoa, mà chúng ta lại bóc nó ra khỏi, cắt rễ của nó đi. Khác gì bắt một người phụ nữ đang mang bầu nhịn ăn, đúng không ạ? Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên mua Lai Châu trước Tết và sau Tết khi cây đã ra hoa rồi. Chúng ta muốn mua về, nhất là miền Bắc này. Miền Nam thì ngược lại một chút, miền Nam phải ghép vào đầu mùa mưa. Còn miền Bắc thì vào xuân. Lúc đó chúng ta ghép lên với điều kiện là khí hậu nó không nóng, không lạnh, nó có mưa xuân, độ ẩm nó là ổn định thì cây phát triển tốt nhất. Và để đến Tết sang năm chúng ta có một cái cây nó chuẩn mực. Thế ghép về ghép Lai Châu á thì đơn giản lắm. Nên mọi người nhìn đây này, không nhất thiết chúng ta phải là chậu lụa hay là cái, cứ nhiều người có những cái định nghĩa là Lai Châu phải thế này, phải thế kia. Lai Châu chúng ta về chúng ta treo ngược lên nó vẫn ra rễ mà. Miễn là sao? Chúng ta ghép vào bất cứ cái gì, đừng để bộ rễ của nó bị quá ướt. Các bạn có thể ghép vào chậu, có thể là bằng than, có thể bằng dớn, có thể bằng gỗ nằm trong chậu. Tức là cái giá thể trong chậu, có thể là than, có thể là dớn, có thể là gỗ. Nhưng phải để cho nó thoáng. Bởi vì rễ Lai Châu này nó không thích ở cái nơi là quá ướt, nó dễ gió. Còn cái hai nữa, chúng ta có thể gắp gỗ, gắp lụa.
hoặc lắp như thế này. Nhưng nhớ như nói anh Cảnh lúc nãy nói, chúng ta ghép ở đâu cũng được, ghép làm gì cũng được, đừng để quá ướt thôi. Nhưng phải nhớ là tùy điều kiện tiểu khí hậu của vườn mình mà mình ghép như thế nào. Nếu điều kiện như nhà anh Tuấn đây, chúng ta phải thái ghép và chúng ta để sát mặt đất thì chả cần ghép gì cả, buộc nó lại trèo lên tự nó ra rễ. Và chúng ta đã có một tiểu hiệu rất tốt rồi. Nhưng các bạn ở sân thượng, lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5, thì lúc đó vì tiểu khí hậu không tốt thì chúng ta phải bổ sung nước như nào, bằng cách nào, thì lúc đó chúng ta phải nên ghép chậu. Chậu thì có nhiều loại, nhưng làm sao để rằng là gì, cái độ ẩm tiểu khí hậu cho cái cây rễ, cái rễ của cây này nó phát triển, đảm bảo sự thoáng gió. Với cây này phải có gió, độ ẩm vừa phải thì cây sẽ tốt. Thế còn nếu nói là chính xác là chúng ta phải một ngày tưới bao nhiêu lần, chúng ta ghép như gì, thì cái đó rất khó, bởi không biết vườn của mọi người đang ở đâu, điều kiện vườn của bạn như thế nào. Và cũng mình rất tâm đắc câu lúc nãy của bác Cảnh ấy, à, của anh Cảnh nói ấy, là khi chúng ta chơi lan chúng ta phải hiểu về nó. Nếu không hiểu, đừng vì cái đam mê, đừng vì bất cứ một cái gì đó mà chúng ta bằng mọi giá chúng ta mang cái cây đó phải trồng. Mà chúng ta làm như vậy thì có nghĩa rằng là chúng ta đang hại nó. Tốt nhất bất cứ cây lan nào chúng ta phải hiểu về nó, chu kỳ sinh trưởng, điều kiện sống của nó như nào, thích nước hay là không thích nước, nắng bao nhiêu hay không thích nắng, chúng ta phải hiểu. Còn nếu không hiểu thì mình có một lời khuyên là chúng ta không nên mua. Bởi chúng ta mua về thì chúng ta hại nó. Thế còn về Đài Châu này, mình đã hỏi rất nhiều chuyên gia và cũng rất nhiều các cái nhà nghệ nhân để kích hoa cho Đài Châu là một điều không tưởng. Đừng ai nghĩ rằng là chúng ta có cây Đài Châu, chúng ta có phân thuốc hay chúng ta có nhiệt độ hay cái gì để ngày này nó ra vú vòi và ngày này nó nở hoa. Thì đây là lời khuyên, mọi người không nên. Tốt nhất là đi mua cái cây lan Đài Châu. Nếu muốn chơi Tết thì mua những cây hãy đang trồng trong chậu, bộ rễ còn tốt, nó ra hoa vào Tết thì sang năm nó cũng ra hoa vào Tết. Năm nay nó ra nhú nụ vào thời điểm này thì năm sau nó cũng xem cái thời điểm nó ra. Đừng bao giờ là năm nay nó ra hoa vào tháng 11 mà các bạn kích nó ra vào tháng 9 hoặc lùi nó vào tháng 1. Chẳng qua là chúng ta có năm nhuận hay không nhuận, nó lệch nhau. Do cái ngày trong năm là chúng ta có năm nhuận hay năm không nhuận thì nó lệch đi thôi. Chứ đa phần Đài Châu rất khó kích vào. Nếu nó không ra, kích rời nó không ra. Thời điểm này nó không ra, đừng có cách gì. Chúng ta chỉ có thể, chúng ta biết rằng là ở thời điểm nó sẽ ra, bởi vì cây này năm ngoái chúng ta chơi nó vào thời điểm đó. Thì trước cái thời điểm đó 2 tháng chúng ta đưa cái chế độ phân tăng lân lên, tăng bo lên, tăng canxi lên, để rằng là nếu nó ra thì cái bông hoa đó sẽ là một đứa con hoàn hảo nhất. Chứ đừng nghĩ rằng là nếu nó năm nay nó ra vào tháng 11 mà bảo nó tháng 9 nó ra thì không được. Đó là cái kinh nghiệm. Thế còn về lý giải về khoa học thì hiện nay chưa ai lý giải cả. Và đây là tổng kết kinh nghiệm của bao nhiêu năm nay của các anh nghệ nhân. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta xác định được cái mùa ra hoa của cái cây của mình trồng á, nó bắt đầu nhú nụ vào tháng 10, tháng 11 hay tháng 12, thì trước đó 1 tháng hay 2 tháng chúng ta phải bổ sung những dưỡng chất để phục vụ cho cái việc giống như mà chuẩn bị cho bà bầu trước khi thụ thai đấy, là chúng ta phải có cái chế độ dinh dưỡng. Khi nó nhú nụ rồi thì chúng ta phải bón cho nó cái gì?
thì cái vụ cái nụ hoa, cái vòi hoa này bắt đầu từ nó nhú nụ đến lúc nó phân vòi để nở hoa là thường thường từ 90 đến 110 ngày tùy theo nhiệt độ của từng vùng. Trong quá trình sinh trưởng của cái vòi hoa đó thì chúng ta phải bổ sung các chất dinh dưỡng. Muốn cho cái vòi hoa nó dài, nó mập và phân nụ ra các nụ. Tại vì có các bạn sẽ nhìn, các anh các chị sẽ nhìn thấy có những cái vòi hoa đai châu này này. Những cái hoa ở phía dưới nó rụng. Có những cái thì rụng ở phía trên. Có những cái thì rụng ở giữa. Rất hiếm khi có một cái vòi hoa hoàn thiện, tức là một cách hoàn hảo là từ cái nụ ở gốc đến cái nụ ở ngọn nó nở hết ra. Rất là ít. Có thể là chỉ 50% hoặc 30% thôi. Nhưng mà có thể bạn, các anh các chị có thể thấy là nó ra xong một số cái nụ hoa ở gốc nó rụng, nó nở ở giữa, xong rồi lên trên. Có cái thì nở từ dưới lên giữa, tất cả phía trên không nở được. Và có những bông hoa nở từ dưới lên giữa, đến giữa rụng thối, phần trên nó nở tiếp. Thì cái đó nó có rất nhiều nguyên nhân. Về dưỡng chất thì một trong những cái thành phần mà để cho cái nụ cái vòi hoa chúng ta nở đều hết là bo, mo, molybden ấy, bo và mo. Nếu đủ mo, nếu thiếu mo thì hoa rụng ở phía trên. Nếu mà thiếu bo thì hoa rụng ở phía dưới, tức là không nở được. Còn thiếu ở giữa thì mình hôm nay cũng không nhớ lắm, nhưng hình như nó là cái này thì mình sẽ, tại vì hôm nay nó có nhiều quá nên quên cái vụ mà hoa mà nở thiếu ở giữa xem. Nhưng ngoài cái nữa là nó còn bị là con ruột, con muỗi vàng nó đốt. Khi bắt đầu cái nụ nó phân nụ ra, nó bằng cái hạt đỗ này này, thì con muỗi vàng nó chích, nó đẻ con vào trong đó. Nó đẻ xong rồi là nó có ấu trùng thì cái nụ nó tự nhiên nó tẻ, nó vàng luôn, nó hỏng luôn. Thì trong cái quá trình này thì chúng ta phải nhớ rằng là khi bắt đầu nó phân vun vòi nụ ra, bắt đầu có những cái nụ đầu tiên nó bằng hạt đỗ, thì chúng ta phải nên phun cái Regen, tới phân bón cái thuốc trừ sâu Regen để chúng ta diệt tất cả những cái con mà nó có thể đẻ nên nó. Hoặc chúng ta dùng cả những cái thuốc khác để chúng ta đuổi cái con muỗi đi, con muỗi vàng nó đi, để không để nó ảnh hưởng tới cái ảnh hưởng tới vòi hoa của chúng ta. Thế còn về đơn giản nhất, tại vì để phân thuốc chứ không phải ai cũng mua được. Có những loại mặc dù nói rất dễ nhưng mà mọi người chưa chắc nó mua được đâu. Đôi khi là chúng ta mua ít quá, những người bán hàng họ không ship tới. Thì tốt nhất là trồng khi cây đối với theo quan điểm của mình ấy, là đối với đai châu, khi từ lúc phân nụ nhú nụ thì các mọi người nên phân bón. Nếu không có những cái phân mà chúng ta đang mua ở thị trường thì thực ra như thế này thì cũng rất khó, là khi kể cả những cái đơn giản nhất ở ngoài này có khi cũng rất là khó mua. Chứ ở Sài Gòn á là bất cứ cái loại phân nào mình có thể mua được ngay. Thì theo mình, tại vì ở miền Bắc thì mình ít, còn miền Nam thì nhiều hơn. Thì đến cái mùa này với những nhà các bạn không trồng những cái giò khủng bố, những cái giò mà mang tính chất là không thể di chuyển được. Thế còn thì chúng ta có một cái ngày Tết cổ truyền. Thì những cái giò nhỏ này thì tốt nhất là khi bắt đầu nó nhú nụ lên, ở trong điều kiện là nhà chúng ta chuyển đến vị trí là đừng để bị mưa ở cái vùng mà ít bị cái nắng hướng tây chiếu, thì ít nhất chúng ta sẽ cải thiện được tình trạng để cái nụ hoa, cái vòi hoa ra nó tốt hơn. Thế thôi, thế còn nếu mà chúng ta có đủ điều kiện
là chúng ta phân bón, chúng ta là phân rồi thuốc, thì chúng ta có thể là ngăn ngừa được, hoặc là chúng ta bổ sung cho nó để nó phát triển tốt. Để cái cây này mà khi vòi, đặc biệt có một cái nữa là khi cái vòi nó phân thành, cái vòi hoa nó phân thành những nụ nhỏ thế này này, thì chúng ta nên bón cái 60-30 trộn với amino FA mà chúng ta chỉ nên tưới khoảng 2 lần thôi. Khi nó phân nụ, bắt đầu cái nụ nó bắt đầu cái bọng, cái vòi nó dài khoảng 15, ở đây có cái rồi như thế này, chúng ta không nên bón phân gì nữa nha. Lúc này chúng ta chỉ cần tưới nước thôi. Tức là khi cái vòi ở phía gốc nó cỡ như thế này thì chúng ta phun khoảng 2 lần 60-30 với amino FA. Đây là một trong những cách, người ta có nhiều công thức nữa, chúng ta phun 2 lần thôi và dừng hoàn toàn, không phun bất cứ cái gì nữa. Còn nếu chúng ta phun tiếp thì nó bị rối loạn, đến lúc nó phân chúng ta không biết là thêm một lần nữa nó không, nó vô tác dụng. Nên khi cái phân nụ kia nó chỉ bằng cái đầu đũa này, à bằng cái hạt đậu, tôi phun cho 2 lần 60-30 cộng với amino FM, còn sau đó là tăng ngực. Còn trước đó thì chúng ta, tôi đã nói như vậy rồi, là chúng ta 19-30-17 chúng ta cộng với amino canxi, amino ba. Còn khi nó đã lên cái vòi bằng cái hạt đậu xanh thì chúng ta đó là 60-30 cộng với amino FE, và chúng ta chỉ dùng 2 lần, cách nhau có thể 5 lần, 3 lần hay 1 tuần cũng được, nhưng sau đó là ngừng hoàn toàn. Và đến khi nó như này thì cây này chỉ tưới nước thôi nhé, đừng có tí phân vào nữa. Nếu một người cho phân vào, mọi người sẽ nhận được những cái bông hoa hoặc những cái vòi hoa nó còn không chuẩn mực nữa. Đã như thế này chỉ có nước, và khi nó nở xong thì chúng ta, nhất là những cái bạn đang mua hoa mà họ cây yếu, nó nở khoảng tầm ở đây thì nên cắt nó đi thôi, hưởng ở thế thôi để dưỡng cây, đừng chơi hết. Và cùng lắm cái cây này có thể là cái bông vòi hoa này từ lúc nở đầu tiên đến lúc cuối cùng có thể tới 45 ngày, phải không anh Tuấn Anh nhỉ? Cái hoa này nở từ đầu đến cuối khoảng 45 ngày đúng không? À, thì đừng chơi người ta tận cùng đến thế. Khoảng 25 ngày thôi cắt nó đi, dưỡng nó đủ rồi. Đẹp. Có thể cắt ra cắm lọ chứ đừng để. Nhưng khi đã cắt xong, cắt cái chơi con hoa này xong, cắt xong thì theo kinh nghiệm á là ngừng tưới nước 15 ngày, đừng có tưới nó, cho nó ngủ đi. Sau khi mùa nó ngủ và sau 15 tưới nước lại cộng 30-10-10 cộng với Terasol 4 đây. À, xin lỗi nhé, mình không phải là người quảng cáo cho cái hãng phân này. Cái Terasol 4 này là cái kích dễ rất tốt và bổ sung một số các cái dưỡng chất cho cây. Thì sau khi mùa hoa thì chúng ta nên chơi 30-10-10 cộng Terasol 4 này. Nếu không Terasol 4 chúng ta sẽ dùng cái Super B1 của Thái cũng tốt. Lúc đó là gì, sau khi nghỉ 15 ngày nó tưới cái này xong, cây nó ngủ xong nó bật rễ ra rất nhiều, và khi nó bật rễ rất tốt, rất nhiều như thế thì chúng ta lại chuẩn bị cho một mùa mới. Đối với Đa Châu, với cái rễ này thì chúng ta nên bón một tháng một lần amino canxi. Amino canxi, canxi là gì? Làm rễ phân nhánh. Tất cả các chỗ này
nó có một chiêu là để cho nó phân nhánh nhiều thì chúng ta có thể là châm kim, là lấy một cái kim châm, chứ là sau khi cho ngủ xong chúng ta châm châm nó thoải mái 1 cm hay 2 cm, 3 cm, anh châm vào đến cái lõi của nó ở giữa. Châm xong thì chúng ta nên phun cái Benkuna hoặc là Fisan 20 để chúng ta tránh những cái mầm bệnh nó thông qua cái lỗ châm này nó xâm nhập vào trong cây, nó làm vào rễ. Ta phun là xong. Sau đó chúng ta cứ amino canxi Tersap 4. Amino canxi thì khoảng 10 ngày một lần, còn Tersap 4 ngày có thể 1 tuần 2 lần. Thì các anh các chị sẽ nhìn thấy một cái rễ nó chạy từ trên dưới như cái xương cá. Nó sẽ ra. Mà chúng ta làm này là gì? Chúng ta đang trồng răng cho nó. Phân vi lượng, trung lượng có thể qua khe khổng mặt dưới của lá. Nhưng nước thì chỉ có rễ. Không có rễ. Có cái cây nào mà cắt rễ đi mà sống không? Có phun rời nó cũng chết. Nên kiểu gì thì kiểu phải có bộ rễ. Sau khi nó nghỉ xong, nó ra hoa xong, nghỉ làm gì thì làm, phải cho bộ rễ nó bung ra. Rễ bung ra rồi thì cả cái giai đoạn đó đến lúc tháng 9 bắt đầu chúng ta lại quay lại một cái chu kỳ mới để bổ sung cho quá trình ra hoa. Còn nếu bộ rễ mà đã kém thì thua. Và cái hai nữa là có một số anh chị rất thích trồng những giò đai châu khủng 7-8 năm vẫn giữ nguyên ở trên cái trụ đó. Và chắc chắn là sau 7-8 năm thì cái giò nó sẽ lụi dần và có thể là chết. Nên tốt nhất là gì? Bình thường trồng một giò đai châu, nếu không trồng như thế này, chúng ta trồng một ghép gỗ hay ghép một cây thì 3 năm hoặc 2 năm chúng ta phải tỉa hết tất cả cái rễ già. Những cái rễ mà nó đã như thế này, nó bám vào trên cây này vô nghĩa, chúng ta giữ nó làm gì? Đây. Chúng ta giữ nó làm chẳng làm gì cả. Cả một người bên trong đó, cái thằng ngoài này nó mọc ra, nó đẻ ra, nó bám ở đâu? Nên là 3 năm chúng ta có thể tỉa, vệ sinh toàn bộ giá thể, tất cả những cái rễ già. Sau khi chúng ta cho ra hoa xong, cắt nước nghỉ, chúng ta cắt nó, chúng ta vệ sinh nó, chúng ta kích lại, thì chúng ta refresh lại nó, chúng ta làm mới lại nó, thì cây nó sẽ có một cái chu trình mới. Chứ còn nếu chúng ta vẫn cứ giữ nguyên nó thì các bạn sẽ nhìn thấy một cây nó cứ lụi dần, rớt lá. Rồi thì lâu lâu lại bắt bài lên và tại sao nó bị thế này, bị thế kia. Rồi chúng ta đã làm một cái ổ bệnh nằm trong đó rồi. Thì về kích rễ cho cái đai châu này thì mình cũng có, người ta có nhiều chiêu lắm. Cái thứ nhất là lân, lân cao. Cái thứ hai là chúng ta dùng những cái chất kích thích. Và để phân nhánh thì bắt buộc phải có canxi nhé. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao nhà tôi chẳng bao giờ tôi bón canxi gì cả mà rễ tôi nó vẫn trĩa. Nhưng hỏi ra mới biết rằng nhà bạn ở cái vùng núi đá, nước vôi. Cái A, cái canxi 2 cộng, cái A, calcium canxi 2 cộng nó rất nhiều trong nước. Thì nó chính là cái phần, mọi người có thể lên Google search là tác dụng của canxi đối với cây. Thì giếng tùy giếng nhá. Thì đối với đai châu đấy, mình nhắc lại là làm gì thì làm, đầu tiên chúng ta như này, có trồng, có tách chậu, có ghép lại thì nên là sau mùa hoa. Mùa hoa có thể có những bạn là bây giờ đang ra hoa, có những bạn tháng 1 ra hoa, có bạn tháng 2, có tháng 4 nhá. Thì cái cây nào sau khi nó hết hoa thì cắt ra và ghép lại. Nếu muốn thay chậu hay thay giá thể, nó ra hoa xong thì ghép lại. Đó là nó quay lại một cái chu kỳ sinh trưởng mới. Nhưng mà cũng hạn chế càng xa cái mùa hè thì càng tốt, càng xa cái mùa đông thì càng tốt. Tức là tốt nhất vào đầu xuân. Ghép xong thì nhớ kích cho bộ rễ này nó phát triển. Không có rễ thì vô nghĩa. Cái thứ ba,
là kích chạy ra rồi thì chỗ hàng ngày chế độ chăm sóc thì chúng ta phải chăm sóc đúng. Lỡ không có phân thuốc gì, chỉ có nước thì cứ thế mà chơi, đừng có hứng lên hôm nay cho nó một tí này tí kia, đang đói ăn bữa no dồn đói góp xong rồi đói, vô nghĩa. Đã phân thuốc thì phải đều, tuần một lần là tuần một lần, ba tuần một lần, một tuần hai lần thì một tuần hai lần, đừng có đang một tuần hai lần thì ba tuần một lần, đừng có ba tuần một lần rồi hai tuần một lần. Cho nó chế độ ăn giống như chúng ta ấy, là ăn có điều độ, ăn đều trong cho nó. Giai đoạn trưởng thành thì cứ lân đạm nhiều lân thấp, nhưng vẫn nhớ này, hai lần đạm nhiều thì phải cho một lần lân nhiều. 30-10-10 hai lần thì một lần 19-31-17 trong giai đoạn sinh trưởng, giai đoạn đến tháng 8, tháng 9 ấy, thì nhớ là gì, cứ đạm xong lân, đạm lân, chúng ta cân bằng nó. Nếu chúng ta đạm không thì cây nó sẽ bị quá xanh, đã quá rớt, dư đạm, dư đạm thì chúng ta bổ sung lân cho nó cân bằng lại nó. Và tốt nhất là mua cái phân có chữ TE, là phân có trung lượng vi lượng vào đó nữa, bò mò canxi molybden magie lưu huỳnh, tất cả các cái vi chất, các cái trung vi lượng đó đều tốt cho cây cả. Rồi đến tháng 9 thì chúng ta chuyển sang chế độ là chăm sóc cho cây, tại vì chăm sóc cây có cây là cây trưởng thành này, cây con này, cây trưởng thành này và cây ra hoa. Chúng ta phải đúng phân đúng theo cái chu trình đó, chúng ta phun, đừng có tùy hứng. Và mỗi một cây không có thời điểm nào cả, một cây đai châu có thể ra hoa vào tháng, có những bạn đang ra hoa và có những bạn bây giờ mới nhú vòi, và có bạn đến tháng sau mới nhú vòi. Thì mỗi một cây chúng ta trồng trong vườn nhà chúng ta, có thể trồng đây cho có thể 8 cây khác nhau, thì 8 cây đó cái chu kỳ, cái thời gian sinh trưởng nó khác nhau, thì chúng ta cũng nên phân loại nó ra. Để nhưng mà mình thì có là gì, có thể ghép cùng một cây, phun này phun cái này là phun luôn, mai phun như phun luôn. Thì đây là một cái là nếu có điều kiện đợt tới, nếu chúng ta ghép lại đai châu thì mọi người nên mua rằng gì, hôm nay chúng ta ghép hoa ra Tết thì giờ chúng ta mua cây đang ra hoa vào Tết, chúng ta ghép vào một chậu, và mùa tháng 4 ra thì chúng ta ghép vào chậu, cách ly nó ra để không để cái cây, chế độ dinh dưỡng của bà bầu, của sơ sinh với của trẻ vị thành niên giống nhau, nên tách nó ra. Chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ có những cây lan rất là đẹp, rất đỉnh. Và hôm nay chúng ta đang làm như này, chúng ta có thể suốt ngày chúng ta so sánh mà tại sao trong cái giỏ lan của tôi có cây đẹp thế, có cây nó có thế này, đúng không? Người ta làm được cái giỏ lan đẹp thế bởi vì để làm được giỏ đẹp cực kỳ công phu, không có cái gì tự nhiên đến cả. Còn nếu không thì đó là sự ăn may, là vô tình chúng ta trồng được cái cây đúng cái thời điểm đó, ở cái thời tiết đó nó đẹp. Thế còn để mà đi thi, để mà mang cái giò lan đi thi đấu thì nếu không đầu tư, không tìm hiểu để chăm sóc nó thì không bao giờ, đó điều chắc chắn. Đấy thì cũng có một vài cái trao đổi về chăm sóc đối với đai châu, thì cũng ở đây chắc chắn là có rất nhiều anh chị đã chơi đai châu rồi, thì cũng mong có một cái vài sự phản biện hoặc là một vài cái sự đóng góp bằng cái kinh nghiệm của mọi người để chia sẻ. Bởi vì cái kiến thức về lan này nó vô cùng lắm, thì cũng rất mong các anh chị em ở đây có cái vài những cái kinh nghiệm gì chia sẻ với anh em trong hội luôn, chứ cứ để các bác của chị nói nhiều thì chưa chắc nói đúng. Dạ. Rất cảm ơn anh Hoàng Lâm Thành đã chia sẻ về chăm sóc đai châu. Để tiếp tục chương trình thì em xin chia sẻ tiếp về cái ghép. Thực ra thì chương trình buổi sự kiện hôm nay thì tập trung về lan hài. Tuy chiều hôm nay thì tất cả rất là cảm ơn sự hiện diện của quý cô chú anh chị đã có mặt hôm nay để tiếp tục chương trình thứ hai, nhỏ thôi bởi vì nó cũng liên quan đến chương trình kỳ trước, đó là chăm sóc đai châu. Tiếp tục chương trình thì em xin giới thiệu về cái ghép. Như các quý vị anh chị biết, đây là lan đai châu. Đấy.
có rất là dày, dày lá và có kẻ ở giữa. Và cái lan này là anh Tuấn đã nhập từ Thái về. Mọi người có thể xem là họ không ra đây, có một cái chậu nhựa này thôi. Mọi người có thể thắc mắc tại sao là có thể chăm sóc được như này. Thì em xin giới thiệu luôn là Đai Châu là dòng lan dễ gió. Theo nghiên cứu thì tối thiểu 50% là rễ của Đai Châu phải tiếp xúc với không khí. Ví dụ như ở đây là họ, ví dụ như kiểu khí hậu là không thể trồng được kiểu như thế này. Ở Việt Nam Đại Thái thì độ ẩm của họ rất là cao. Quy trình chuẩn của họ là họ trồng đến xung quanh là nó là quần cá. Và họ sử dụng chính cái nước cá đấy họ tưới cho cây, tất nhiên là qua xử lý. Và độ ẩm rất là cao, cao hơn của anh Tuấn luôn. Và cái rễ thì như là cái bài em chia sẻ thì theo về sinh vật học thì theo thực vật thì có 5 cái hướng động của thực vật, của rễ thân lá. Đó là hướng nước, thứ nhất là hướng nước, thứ hai là hướng ánh sáng, thứ ba là hướng hóa. Thứ tư ấy, hướng nước này, hướng hóa này, hướng ánh sáng này, hướng trọng lực đấy. Ví dụ như đây là họ để xem bộ rễ họ thòng xuống, dưới là độ ẩm rất là cao, nó là hướng nước và nó đi xuống để hướng trọng lực. Với chế độ chăm sóc của họ thì thực sự Việt Nam mình còn kém xa, bởi vì bên Thái Lan, chính phủ của Thái Lan đã tập trung cho phát triển công nghiệp lan từ rất là lâu rồi. Việt Nam mình mặc dù là đất nước cái lôi của hoàn thảo, cái lôi của lan hàn, tuy nhiên là đi chậm hơn họ, nhưng thực sự là với sự kiện này là muốn anh chị, quý vị các bạn, những người mà có trình độ, có năng lực thì cùng giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Cái nền hoa Việt Nam có những cái gì đó nó đóng góp cho nền du lịch nước nhà. Em vừa chia sẻ về hướng hóa, cái chế độ hướng hóa của rễ thân lá của Đai Châu. Tiếp quay lại về vấn đề cái ghép. Ví dụ như một số vườn lan ghép Đai Châu chuyên nghiệp của em biết thì họ sử dụng như thế này. Họ lấy một lửa đến cây gỗ, vú sữa để nguyên vỏ. Tại làm sao? Tất nhiên là cái lớp vú sữa của họ là đã qua xử lý lấm, kháng khuẩn. Tuy nhiên là sau 2 năm ấy, 2 đến 3 năm khi mà cái lớp giá thể bắt đầu nó mục, khi đó họ mới bóc. Họ bóc để họ bán. Tuy nhiên là nếu mà mình người chơi lan nghiệp, chơi lan tại nhà, có thể là mình chơi ghép, ví dụ như là có anh Tuấn vừa nhập một số hàng của Thái về mà có ghép lên tay cho em xin là dẫn về đây. Không bay lên được, em quay về đúng này. Thì như mọi người thì quý vị anh chị các bạn đây là có đúng không? Ghép vào. Những cái rễ đấy, rễ mà hỏng, nó khô mà không còn khả năng thụ dưỡng chất nữa thì ta nên bỏ đấy. Nhưng thành đường dẫn, nó không còn tác dụng gì nữa. Tất nhiên là như trước đây ấy, một số quý vị anh chị các bạn là người ta có hai cái kinh nghiệm cũ, đó là cắt hết rễ đi. Cắt hết rễ đi để kích rễ mới. Tuy nhiên là xin lưu ý với quý cô chú anh bạn là rễ cũng là một phần dưỡng chất. Thế nên là có rễ ta chỉ cắt khi nào mà nó khô, nó hỏng, nó thối, nó không còn cái khả năng của nó nữa. Và khi mà khi rễ đây đã cắt tỉa rất là cẩn thận rồi, thì khi mà cái rễ nào mà nó không bám mà giờ để quay ra ngoài ngoài, không bao giờ nó quay ngược lại vào thì ra như vừa nói, một trong 5 yếu tố hướng động của sinh vật học, thì khi đó thì ta cũng có thể cắt để nó hợp với dáng mà mình ghép vào cái giá thể. Ví dụ như là bên này đây là dáng lũa. Và khi ghép thì như mọi người biết cái này ấy, ốp vào thì tùy từng dáng lũa thôi. Ví dụ như anh Tuấn ở đây là có sử dụng cái sắt để đóng sâu vào. Và lưu ý với quý cô chú anh chị là cái sắt đấy được bọc một lớp nhựa. Đấy, không phải ai cũng nắm được cái điều là bọc lớp nhựa, mà tùy theo cái thẩm mỹ của mỗi người mà ta có một cách ghép hợp nhất với cái giá thể mình đã chọn. Người ta có hai cái sản phẩm rất là đẹp. Chị giới thiệu luôn là quý vị anh chị biết là từ bên Thái về như là anh Tuấn ở đây đã có chế độ chăm sóc là giữ được nguyên một thân lá rễ này, và về đây là em không nhớ là vẫn khoảng tầm 2 tuần rồi, và khí hậu của Thái Lan lắng lóng và về đây miền Bắc mình đợt rồi cũng một vài đợt rất là lạnh, thuộc gió mùa. Theo nguyên tắc là sẽ rớt lá và bụi rễ sẽ thui, tuy nhiên với chế độ chăm sóc thì nó lại được như thế này. Thì em xin chia sẻ luôn, đó là bí quyết, không phải ai cũng nắm được điều này. Thì về bí quyết thì còn em xin phép anh Thành chia sẻ luôn.
Thì em xin phép chia sẻ là đầu tiên ấy, là ngày đầu tiên khi mà mình nhập đai châu về mình làm thế nào. Cái này không phải là Vân Lan làm cũng nắm được, cái này là quy trình của công nghiệp. Thì các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã đúc rút ra. Cái ngày thứ đầu tiên ấy, người ta phun sương nhẹ, phun ẩm lên, lên. Ví dụ như anh Tuấn lên nó trũng, nó đựng nước, phun ẩm lên này tăng cái độ ẩm, lên tăng độ ẩm thực hiệu. Và để hạn chế gió lùa thì ta có thể quay, ta có thể để các giò lan gần nhau để hạn chế gió lùa, hạn chế sự mất hơi nước. Tiếp theo, ngày thứ hai, ta phun la lô đồng. Như quý cô chú ý chị đã biết là đồng và kẽm là hai vi lượng mà khi bổ sung vào thì có khả năng chống chịu nhiệt độ nóng lạnh rất là tốt. Ngày thứ hai phun la lô đồng. Ngày thứ ba, không, tức là hai ngày sau khi phun lai đồng, phun lai đồng thì ta bắt đầu phải phun tích rễ. Xin nhấn mạnh với cô chú anh chị là làm hấp thụ nước qua đường rễ, còn hấp thụ lá thì thực sự nó có nhưng mà rất là hạn chế. Rễ là con đường chính của hấp thụ nước, khẳng định một điều như vậy. Thì khi mà bất cứ giò lan anh chị quý cô chú anh chị nào mang về nó thui rễ mà không tích rễ mà tiểu mà chăm sóc kém ấy, đảm bảo nó rất lạ. Đảm bảo là nó sẽ rớt lá. Mọi người thắc mắc tại sao là cứ mùa đông họ rớt lá, xong rồi tại sao giò này bao nhiêu năm họ không rớt lá, họ có kinh nghiệm gì họ không chia sẻ. Nó không có dễ, không dễ không phát triển, quy trình trong không chuẩn. Em thêm chia sẻ là sau khi kích rễ xong ấy, nói thêm là kích rễ có nhiều cái mặt trận kích rễ, ví dụ như siêu lân, ví dụ như super thai, super root, rồi tera sọc 4 như hành rất nhiều loại. Bạn quản trị thì không hướng dẫn một người sử dụng phân nào, nó không công bằng, cho nên là gọi là phân kích rễ thôi. Và lên là bổ sung phân bón lá hữu cơ, humic acid 322 để chống sốc. Tiếp đó, sau 3 ngày thì ta sử dụng lân cao lên, ví dụ như là 19, 31, 17, là PK đấy. Sau 3 ngày nữa thì ta dùng siêu kali 13046, như quý cô chú anh chị biết là kali để làm gì. Miền Bắc mình rất là khô hạn, ví dụ như ngày hôm qua buổi chiều em đo cái độ ẩm của anh Tuấn có 33%, em rất là bất ngờ, bởi vì sale giữa thời tiết thì nó chỉ khoảng 45% là thực tế, mặc dù độ ẩm với Tuấn rất là cao, chiều qua có 30-mấy% là rất là sốc, môi rất là khô. Quý cô chú anh chị nào mà trồng lan mà đam mê lan thuộc lòng thì nên có một cái thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ nó cũng rẻ hơn hẳn hơn trăm nghìn thôi. Thì khi đó mình nắm bắt được thì tùy đó mình có chế độ chăm sóc riêng. Thì xin phép chia sẻ sau khi chế độ 3 ngày 19-31 siêu lân, chúng ta sử dụng chế độ siêu kali. Ở đây là gì? Kali ở đây là chống hạn, chống hạn, chống rớt lá, chống sốc của tác động môi trường, như em vừa chia sẻ nó đồng và kẽm và vi lượng. Sau đó, tuy nhiên là cái phân 19-31-17 thì có lẽ là hơi khó, có thể mua được, nên có thể thay vào đó là 6-30-30. Cái thuốc này nó thuốc bảo vệ thực vật nào có. Đầu châu 30-17. Dạ vâng, đầu châu 30-10. 30-10. À 10-30-10. 10-30-10 và vâng siêu lân. Và cái quan trọng cuối cùng ấy là cái liều kích rễ. Liều kích rễ thì ví dụ như là super thai thì là nó có rất nhiều cái hướng dẫn khác nhau. Tuy nhiên là đối với hướng dẫn khi mà lan mới về thì quan trọng nhất là mình đừng có làm gì để chống sốc, đừng làm gì khác với chế độ chăm sóc của họ tại ví dụ như Vân Lan tại Thái, nó khác nhiều quá. Cho nên ta có thay đổi gì là thay đổi dần dần thôi. Rồi thì em có chia sẻ cái hướng dẫn về cái quy trình để nhập lan đai châu về vườn, làm sao để nó chống rớt lá gốc, để cho nó bộ rễ khỏe, để nếu mà có vòi hoa thì nó tiếp tục phát triển và ra hoa đẹp nhất theo nhu cầu của mình. Em vừa chia sẻ xong thì tiếp tục chương trình thì em không ý của anh Hoàng Lâm Thành à. Không, mà rồi cái lần trước á là quên mất cái vụ mà ra trái kế mô, hôm nay cũng nhắc lại một chút để tại vì lần trước mình sót nên là có thể để chết. Khi mà ra trái cấy mô mà chúng ta làm theo đúng như quy trình là hướng dẫn lần trước ạ, nhớ
là ngày thứ hai thì mọi người phải lên phun cái regen. Bởi vì ở miền Bắc hay miền Nam đều có một cái con, miền Bắc gọi là con bù, miền Nam gọi là con bù hóng hay là con bù mắt ấy. Mình ở đây gọi là con thương thân. Cái con đó là nó sẽ đẻ ấu trùng vào cái gốc của cái cây giam hô. Và chỉ trong 2-3 ngày thôi là cái con giòi nó lên, nó ăn hụt cái gốc luôn. Và mọi người thấy là cái cây mô lên ấy, nó có bị thối gốc, đứt ngang, cái cây tự nhiên nó cắt ngang luôn. Và nó vàng nó chết, đúng không ạ? Thì ngớ là cái lần trước mình quên, là ngày thứ, bắt đầu từ ngày thứ hai khi ra chai thì mọi người nên phun cái regen, cái thuốc trừ sâu regen á, để diệt cái con bồ hồng đó. Và 7 ngày sau phun lại một lần nữa. Cái giai đoạn mới ra là cái, nó rất là ngon, tức là để là thức ăn rất tốt cho cái con bồ hóng đó, hoặc con bù mắt. Tức là con tên đó là bù hóng này, bù mắt này, hay là một cái tên là con thư thân. Nó bé tí này nó đẻ ra, và cái con giòi ở trong trong ấy là toàn bộ cái gốc của cái cây da mô nó ăn chết sạch luôn. Nên là tiện đây thì nhắc mọi người là rút kinh nghiệm là lần trước ấy, trong cái bài mà chai da mô á, thì nhớ là ngày thứ hai và ngày thứ bảy phun hai lần cái thuốc trừ sâu đi nghe. À, Lê Hồng Nam.